Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 0.2 tốc cần có cái hiệu là RWIN của khoảng 60 đô. Một tốc cần này đã khoảng 300 đô nha. Airdrop này phong phú 2021 nha mọi người. Tham gia ngày hôm nay một clip phần liệu mô tả mình đang làm sẽ tắt chatbot này mà. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt captcha này khó ăn quá các bạn. Rồi các bạn nhấp vào visit captcha các bạn. Thì nó chuyển các bạn đến Google Chrome thì các bạn lướt captcha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Để máy của mình nó lót cái captcha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Thì nó sẽ hiện ra một cái hình gì chọn hình ảnh có chứa một chiếc ô tô. Một chiếc ô tô nha các bạn. Hai chiếc ô tô, ba chiếc ô tô các bạn. Rồi. Bạn bấm nút kế tiếp nha các bạn. Rồi một chiếc ô tô, hai chiếc ô tô, ba chiếc ô tô. Rồi bạn bấm kế tiếp nha bạn. Rồi bạn bấm nút submit nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại nha bạn. Rồi bạn bấm nút chat nha bạn. Rồi các bạn bấm net nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn join chào các bạn. Chuyện này group này khá là đông luôn, 5.000 mấy người tham gia. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Các bạn join chào các bạn. Tốc cần này nó sẽ list lên sàn Hotbit, Bobit, Uniswap vào ngày 25 tháng mấy mình không biết tiếng Anh không giỏi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn chỉ việc like và tweet lên thôi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp chạy inbox, các bạn bấm vào submit detail. Rồi tiếp tục các bạn gỡ tweet bot thì các bạn nhấp vào đây các bạn. Phần follow Twitter. Nhấp vào phải kênh không ạ? Rồi gì đúng rồi mà. Phan các bạn cho mình xin cái tweet bot nó bài nào nha bạn. Các bạn mình nhấp vào quá. Phải bài hồi nãy đó. Bây giờ game không các bạn. Ok gì là mình đã đúng rồi các bạn ơi, các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Thì tiếp tục các bạn mở ra, các bạn mở địa chỉ lấy đi. Ê, mở Twitter của mình ra các bạn. Các bạn mới đáp lên nè. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch. Các bạn nhấp vào hồ sơ nha bạn. Các bạn bấm vào ba chữ gạch trên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ nha bạn. Các bạn sẽ chép vào khay giấy tạm nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Sau khi các bạn dán tờ Twitter của mình, các bạn hỏi, các bạn bấm join kênh group nữa các bạn.
bấm vào multi các bạn mới đáp lại các bạn, rồi bạn bấm done các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ C mang với chocolate mang sao wallet, các bạn copy địa chỉ thác của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được nha các bạn. Rồi các bạn gì lấy link dép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.